hàng loạt ngôi sao chia tay câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sau mùa giải V-League 2022. Mùa giải V-League 2022 đã khép lại câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai chỉ đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng dù có dàn sao nổi tiếng nhưng lại chơi rất mờ nhạt thiếu máu lửa. Mùa giải mới 2023 đã bắt đầu nhưng hàng loạt trụ cột rời bỏ câu lạc bộ đã khiến bầu đức và huấn luyện viên Kia gặp nhiều khó khăn. Công Phượng có chuyến xuất ngoại thứ tư khi chọn gia nhập Yokohama Fan Club đội bóng vừa thăng hạng lên chơi di league 1 Nhật Bản. Văn Toàn có bến đổ mới là câu lạc bộ Seoul e Airlines thi đấu ở giải hạng nhì Hàn Quốc. Xuân Trường chuyển sang đầu quân cho câu lạc bộ Hải Phòng với hợp đồng 2 năm. Bộ đôi hậu vệ Văn Thanh và Hồng Duy chuyển đến thi đấu cho câu lạc bộ Nam Định từ mùa giải 2023 nơi trước đó trung vệ Hữu Tuấn đang thi đấu. Như vậy Hoàng Anh Gia Lai có tổn thất không hề nhỏ khi chia tay tổng cộng 14 cầu thủ trước thềm mùa giải mới V-League 2023.